Vâng, mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Vũ Sa thân yêu. Hôm nay kênh Vũ Sa thân yêu xin hân hạnh gửi tới quý cô bác và các anh các chị về hình ảnh bà con nông nghiệp của quê hương Vũ Sa đã bắt đầu xuống giống vụ mùa năm 2024. Đây là gieo xạ. Vâng, những hình ảnh đẹp của quê hương đây ạ. Đấy. Làm theo ngày mùa, chạy theo tiến độ cho nên là bà con xã viên chưa kịp ăn cơm trưa. Bây giờ so với ngày xưa thì có thể nói là rất là nhàn, vì là tất cả mọi người thì xạ, cho nên là cái công tác chủ yếu là chuẩn bị đất. Còn khi mà gieo xạ thì rất là nhanh. Đấy. Cũng có một số nhà thì cấy, như là cái chỗ khu vực trũng thì cấy, thì họ cũng đã gieo mạ đây. Xanh mướt đây để mấy nữa họ cấy. Cái này là mạ các bạn ơi. Mạ này là để chuẩn bị cho cấy vụ mùa của năm 2024. Thế còn phía bên đây thì là gieo xạ. Tức là gieo xạ này là trực tiếp là để đến lúc là sau thu hoạch lúa thôi. Đấy. Đấy, các bạn hãy ủng hộ cho Vũ Sa thân yêu bằng cách là bấm đăng ký kênh và bấm vào quả chuông để nhận các video mới nhất của kênh chúng tôi phát ra. Kia là cái máy bơm nước. Bà con đặt máy bơm để bơm nước đi. Quý vị hãy cùng chúng tôi đi lên phía trên này. Còn phía cánh đồng bên đây thì vẫn còn nước. Cái phía khu vực mà cánh đồng mà bà con còn giữ lại nước đây thì là bà con cấy đấy bà quý vị. Thế là cấy bằng nhổ mạ. Cái cánh mạ vừa rồi mà chúng tôi vừa quay đây thì là sẽ là để nhổ lên và cấy vào khu vực nhiều nước đây này, thì bà con sẽ cấy. Và chúng tôi xin tạm dừng video tại đây nhé. Xin chúc quý vị một ngày tràn đầy năng lượng, vạn sự đều được như ý. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại các quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.